hãy đi chọn một em chuột khác thay thế cho em chuột hầm hố này. Đây là tất cả em chuột có ở cửa hàng. Chào mừng các bạn quay trở lại Relab, và mình đang có đây cái nhân vật xuất hiện trong video triệu view vừa rồi là bạn Vân. Thì Vân có thể giới thiệu bản thân với cả khán giả của Relab được không? Hi, xin chào mọi người, mình là Vân, mình đến từ Nguyễn Công. Mình có quảng cáo cho Nguyễn Công không nhỉ? Bạn về bạn nói ngay là các anh em bên đó là kết hợp đối tác các thứ rồi, bọn tôi có review của laptop PC nhiều lắm đấy. Nhưng mà hôm nay thì mình mời bạn Vân đến đây bởi vì mình có thấy bạn làm một kênh, là kênh không biết là tư vấn công nghệ hay là Tống Vân công nghệ. À, cái này mình cũng giải thích luôn là cái kênh đấy tên là Tống Vân công nghệ đó. Chữ T chữ Vân nhưng mà hầu như mọi người sẽ đọc là tư vấn ạ. Đó, thì đó là một kênh rất là hay ở trên nền tảng TikTok, cũng có rất là nhiều video kiểu viral mà rất nhiều người xem, và lại còn là một bạn gái làm về công nghệ nữa. Thì là một cái gì đó mà mình thấy có lẽ chúng ta sẽ khá là hứng thú để tìm hiểu thêm, đúng không? Về câu chuyện về Vân này, hay là về cái công việc của bạn ấy. Thì đó, hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước khi đi vào trò chuyện kỹ hơn với bạn Vân thì bật mí một chút. Sản phẩm điện thoại mà bạn Vân đang sử dụng cũng như là rất nhiều những mẫu smartphone khác chính hãng Việt Nam đều đang được bán tại Di Động Việt. Mức giá mình sẽ để link ở dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo chi tiết. iPhone thì có iPhone 13 Pro Max mới, Android thì cũng có Oppo, Vivo, Samsung hay rất nhiều những thương hiệu điện thoại khác đều đang được bán chính hãng tại đây. Thật ra là hôm nay mình mới gặp Vân thôi nhờ, mình vừa mới đón Vân sang bên Studio Relax, có quen Vân ở trên mạng xong rồi có nhắn tin là mời Vân lên một video. Thật ra là mình cũng chưa hề biết gì nhiều về bạn cả. Thì ngoài cái việc là bạn đang làm kênh TikTok như vậy này, bạn làm việc ở một đơn vị gọi là đại lý bán máy tính này, thì có cái gì nó chi tiết hơn một chút được không? Hiện tại thì cái công việc hàng ngày của mình chủ yếu là viết content trên fanpage này. Thỉnh thoảng thì mình có quay một số video TikTok. Nhưng mà công việc chính chắc vẫn là phần mình về chụp ảnh sản phẩm. Bạn làm admin cái group group cộng đồng máy tính Nguyễn Công. Cũng được bao nhiêu member nhỉ? 36.000 member. Cũng cỡ 1/3 group Relab rồi đấy. Thông tin chi tiết hay là những cái bức ảnh rất là đẹp mà Vân chụp sản phẩm hay là Vân tự chụp Vân ấy, mình thấy ui ảo thật sự. Thì mình sẽ sao lại ảo bạn, chụp thật mà. Nó là đẹp thật sự. Ảo ở đây nghĩa là đẹp, đẹp. Thì mình sẽ để đường link Facebook hay là những cái thông tin chi tiết ở dưới phần mô tả video. Thì Vân với tư cách là một người làm ở trong một bên mà chuyên về máy tính, về công nghệ, về kinh doanh những mặt hàng như vậy, thì bạn đang sử dụng những thiết bị công nghệ gì trong cuộc sống của mình? Ba thiết bị công nghệ mà mình thường xuyên sử dụng nhất đó chính là PC, là điện thoại và máy ảnh. Thế thì hỏi qua về cái PC đi. PC đấy là bạn miêu tả sơ sơ qua nó như thế nào được không? PC của mình thì là cấu hình cao nhưng mà dùng trong công việc nhẹ. Đấy, mình có thể kể sương sương cho bạn nghe. Nhưng mà cái bộ này thì mình mới được đổi cách đây 2 tuần thôi. Bộ PC là có cấu hình là i9 12900K, VGA là 3080, RAM thì là 32GB thôi. Damn! 32GB thôi hả? 32GB thôi, lần này mình chỉ được lắp 32GB thôi. Nghĩa là bình thường được lắp 128GB? 64GB, đấy, gấp đôi. Thế mình mới bảo đây là cấu hình của mình là cấu hình cao dùng cho công việc nhẹ, bởi vì là mình chỉ dùng Photoshop này, viết bài và lướt web các cái mình quản lý các social ấy. Đấy. Thế thì máy ảnh là bạn dùng máy gì nhỉ? Mình đang dùng Canon Mark 4, 5D Mark 4. 5D Mark 4, một con khá huyền thoại, cũng quay cũng tốt mà chụp cũng ok. Thế cuối cùng là điện thoại thì sao? Hiện tại thì mình đang dùng con XS Max. Bạn cho mình xem cái XS Max của bạn được không? Đây. Là bạn bình thường là bạn dùng nó như thế này. Là không có ốp á hả? Đợt này mình không có ốp tại vì chắc tính năm sau cũng lên đời nên là thôi. Các bạn nhìn ảnh nền này. Đừng nói ảo nhá, ảnh chụp thật ý. Ảnh chụp thật. Chụp trên con điện thoại này luôn. Chụp bằng XS Max luôn. Đúng rồi. Xinh, tôi có nói ảo gì đâu. Cái màn hình này thì cũng hơi mẻ một tí. Bạn dùng máy này bao nhiêu lâu rồi? Mình dùng được 2 năm. Gần 2 năm. Là bạn mua mới luôn à? Không, mình mua cũ ạ. Mình mua của một chị bạn nhưng mà chị ấy cũng mua mới cách cũng chỉ có 3 tháng thôi. Tức là khoảng cuối 2020 hả? Cuối 2019 ạ. Cuối 2019. Là hồi đấy ra iPhone 11 Pro Max rồi. Vừa ra đấy ạ. Vừa ra thì mua XS Max. XS Max hồi đấy là mua mới là giá bao nhiêu bạn? Là 22 triệu. Không, thật ra hồi đấy 22 triệu thì cũng chỉ mua được iPhone 11 mới thôi. Thì chị ấy quyết định là chọn XS Max và mới. Cũng ok, nó là một cái lựa chọn gì đó. Đây là những cái hai sản phẩm mà trong cùng một thang giá mà rất hay là bị so sánh với nhau. Một cái máy bình thường của đời mới và một cái máy cao cấp nhất của đời cũ. Thì rất nhiều bạn hay comment trên video của chúng mình là kiểu hai máy này nó so sánh như thế nào.
Thế thì sau khoảng 3 năm thì mình thấy rằng là ngoại hình của nó đẹp, không xước sát gì cả. Viền thép bình thường là một số máy là sẽ bị chóc viền này, bị kiểu mài mòn rồi vết xước các thứ ấy, thì ở đây không hề có. Đúng là máy nữ dùng cũng có, nữ dùng zit, nữ dùng rát. Ô! Đây, thế thì ảnh này có phải là chụp bằng EOS Mark không? À không, ảnh này mình chụp bằng máy ảnh ạ. Công nhận, xinh mà, đẹp, ảo nhưng mà ảo theo nghĩa rất là tích cực luôn. Thì mình sẽ mở cái cài đặt lên nhá, để mình xem qua về cái điện thoại nhá. Đây điện thoại của Vân, với cái mặt như thế này. Đấy. Đang chạy iOS 14.2. Đây là một mẫu máy LLA, hàng phiên bản Mỹ và có 64GB bộ nhớ trong, khả dụng là còn 4.98GB. Rồi, thế là hết, bạn đang dùng một SIM. Thời điểm bây giờ của bạn với cái mẫu máy này thì bạn có bất kỳ một cái vấn đề gì không? Kiểu chậm lag, đơ, bàn phím gõ lỗi hay là bất kỳ một cái gì? À, cái máy này thì mình thấy có một vấn đề là khi mình nó bị đầy bộ nhớ ấy, thì là dùng nó sẽ bị láng và kiểu bị vang các cái bị đẩy các cái app ra ngoài ấy. Còn đấy chỉ là một cái vấn đề đấy thôi. Đấy thì câu chuyện này chúng mình đã làm rất nhiều rồi, và thậm chí cùng một cái chuyên mục này là anh Ngọc phỏng vấn bạn Vân, và bạn ấy cũng dùng EOS Max hết bộ nhớ và cũng vang app liên tục. Thì đấy là câu chuyện chung, các bạn chỉ có thể một cách xử lý duy nhất, đây là các bạn upgrade cái iCloud hay là những cái đồng bộ nhớ đám mây ấy, để tải mấy cái đấy lên, và bộ nhớ bên trong máy thì chỉ dùng để cài app thôi. Thì đấy là cách duy nhất. Ngoài ra thì về camera hay là màn hình các thứ, các bạn cảm giác như thế nào? À, về màn hình thì mình ôm con này, xem phim các thứ thì mượt, mình thích màn hình OLED này. Còn camera thì mình thấy nó còn chụp đẹp hơn cả con 11 ấy, nên là bạn mình các thứ thì đều thấy chụp ảnh này. Như cái hình nền này mình cũng chụp bằng con này đấy. Hồi trước mình từng so sánh camera của hai con này với nhau. Mình nói luôn là mình rất thích camera EOS Max vì màu nó, độ chi tiết nó không cao nhưng mà nó mờ mờ và nó hồng. Kiểu nó trắng hồng đúng không? Đúng. Còn 11 nó bị vàng ấy, xong rồi nó bị gai gai ra. Ok, về pin, hiện tại là máy của bạn còn 87% dung lượng đỉnh. Mỗi ngày bạn dùng cũng phải cỡ 5 tiếng, 6 tiếng này. Thì là có phải sạc nhiều không? Tại vì là ban ngày đi làm thì mình ít khi dùng điện thoại ấy, nên là gần như là không phải sạc. Về nhà thì mình dùng thì đến tầm 11 giờ đêm là coi như là hết cạn luôn và mình sẽ đi sạc. Nghĩa là hết cạn mới sạc hả? Bạn ơi, pin ở trong cái máy này ấy, thì là nên sạc, nên giữ nó ở cái khoảng là từ 20-80%. Cái pin lithium ở bên trong những cái máy này nó là như thế. Thì đấy, thì bây giờ về là chúng ta biết rồi, không nên vừa dùng vừa sạc. Thực ra là sạc bao nhiêu lần cũng được, bởi vì là cái tuổi thọ của pin nó sẽ tính bằng cái gọi là cái chu kỳ pin ấy. Là một từ 0-100%, xong rồi dùng cạn 100% đấy thì nó tính là một chu kỳ. Và những cái máy như thế này thì thường là sẽ chai khoảng 10% sau khoảng 300-500 chu kỳ. Tùy vào cái cách các bạn sử dụng. Mình cần để đến 5% mình mới đi sạc. Nhưng mà dùng 3 năm thì về pin là nó cũng ok, bởi vì là đi làm mình không dùng nhiều nhỉ. 6 tiếng một ngày thì bạn sẽ sạc vào ban đêm thôi à? Nghĩa là vừa dùng vừa sạc luôn. Không, mình nghĩa là mình dùng đến 5% pin là vừa khiết, khoảng 11 giờ đêm là mình tắt là sạc. Thế thôi, thật ra là trong máy này thì như mình biết về cái việc của bạn đấy là bạn không dùng trong công việc rồi. Thì chắc là chủ yếu sẽ chỉ phục vụ những cái nhu cầu cá nhân, kiểu lướt mạng xã hội các thứ thôi. Rồi có quay TikTok nữa. Sao bạn không quay TikTok bằng máy ảnh hay là đấy? À, hiện tại mình không quay TikTok máy ảnh vì cái máy ảnh ấy, mình quay người mình bị béo, nhưng mà điện thoại này quay thì nó có gầy hơn một xíu nên là mình vẫn chọn điện thoại. Ở công ty thì bọn mình có nhiều điện thoại lắm nhưng mà toàn quay máy ảnh thôi, bởi vì một lý do duy nhất đấy là da mặt xấu, lên điện thoại không cà được. Bạn có cách nào thì tí nữa kiểu trao đổi công thức các thứ nha, kiểu chỉnh màu filter các thứ ấy, thì trên điện thoại chắc là sẽ hỗ trợ hơn. Thế thì với những cái trải nghiệm mình thấy rằng nó không quá là không quá là tệ. Bạn chỉ dùng trong nhu cầu cơ bản như thế thì bạn có ý định nâng cấp nó lên không? À, trong năm tới, đầu 2022 thì mình sẽ cũng nâng cấp máy này lên ạ. Tại vì thật ra là chắc cũng chạy theo xu hướng à. Là bạn đang chọn cho mình một mẫu máy gì mà để nâng cấp lên chưa? Mình chọn 13 thường ạ. 13 thường hả? Ở văn phòng mình thực ra có 13 nhưng mà 6.5 hours later. Đây, tôi vừa để lấy điện thoại cho bạn xong. Thế bạn đã có chọn màu trước gì chưa? Mình chưa cơ, mình mới dự định là chọn 13. Thì đây, văn phòng mình có một con 13 nhưng mà đã mang ra ngoài rồi. Đây là 13 mini của mình, là nó màu hồng này. Nó sẽ nhỏ hơn 13 một chút. Con 13 đấy nó sẽ nhỏ hơn EOS Max một tí. Tí tị, màn hình là 6.1 inch. Và đây là 13 Pro Max này, là con to và xịn nhất. Thì bạn có ý định gì, suy nghĩ gì về việc chuyển sang các bộ máy Android không? À, dạ mình chắc là mình không ạ, tại vì từ trước đến giờ mình chỉ dùng iPhone thôi, nên mình quen các cái phần mềm của iPhone. Quen rồi thì thôi, cũng không cần để đổi, bởi vì dù sao nó cũng đang ổn rồi đúng không? Thế tại sao bạn không chọn 13 Pro Max?
13 Pro Max ấy, đã gọi là kiểu chạy theo xu hướng lên đời, nhưng mà cầm 13 Pro Max thì nó cũng không, mới nhìn qua thì cũng không khác gì với 12 ấy. Thôi cũng mua cái 13 này cho nó camera nó chéo anh chị. Giờ chụp ảnh phát là đấy 13. Mình cũng từng phỏng vấn một bạn là bạn tiêu thố bên Relax, bạn ấy cũng bảo là sao không mua 13 Pro Max mà, bởi vì nó giống 12 Pro Max, nhìn nó sao biết được đúng không? Ôi. Trừ cái màu xanh này ra còn lại là giống hết. Đeo ốp vào thì có khi không biết được luôn, thì thôi mua cái camera chéo như thế này. Ở đây mình có cả hai mẫu này, đây là 13 mini và đây là 13 thường. Đây, đây là chính là cái mẫu mà bạn có thể là bạn sẽ quan tâm để nâng cấp. Giá nó hiện tại là khoảng loanh quanh đâu đó hơn 20 triệu một chút. Thì đây, bạn có thể so sánh thử cái chiếc 13 này với chiếc XS Max của bạn xem. Bạn đã dùng thử cái máy 13 này bao giờ chưa? Mình có dùng thử rồi. Và lý do bạn nâng cấp nó lên là vì? Thôi tại vì cái máy này dùng lâu rồi ấy, thôi cho nó nghỉ hưu thôi. Nên mình muốn nâng. Chỉ vì là nó lâu rồi. Thôi cũng được. Thật ra là ngoài cái việc là nó có camera chéo thì còn có một điểm nữa là iPhone 13 phiên bản thấp nhất nó vẫn sẽ là 128GB bộ nhớ trong. Thì bạn có thể có là cũng là một cái gì đó nâng cấp đúng không? Thì đó là những gì mà mình có phỏng vấn bạn Vân, một hot TikToker, một idol, người rất là có quyền lực ở trên những cái nền tảng mạng xã hội của một đơn vị kinh doanh cũng nghìn tỷ rất lớn về mặt máy tính. Là những cái group hay là những cái fanpage là đều do bạn Vân nắm quyền hết. Thì nhắc lại một lần nữa là các bạn có ý kiến gì hay là có suy nghĩ gì đừng quên để lại comment ở bên dưới, cũng như là sẽ có Facebook của bạn Vân để các bạn có thích thì vào hack để mà chiếm quyền kiểm soát mấy cái fanpage này. Nhìn chết mình. Đùa một chút thôi. Đây bạn Vân có muốn gửi lời chào cuối cùng gì tới các vị khán giả của Vlog không? Tạm biệt mọi người, chúc mọi người có một năm mới vui vẻ nhé. Mọi người có thể gặp mình qua những cái kênh như fanpage hoặc group của bên máy tính viễn thông.